Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Zutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft thợ săn kho báu. Và hôm qua thì mình chọn làm người máy, nhưng mà mình chỉ mới test có vài kỹ năng thôi. Ngoài ra thì mình còn có các kỹ năng khá là hay, chẳng hạn như kỹ năng mình chuẩn bị test đây. Kỹ năng vàng vàng này nè. Nó có tên là Coupe de Boue. Và kỹ năng Coupe de Boue này nó sẽ giúp mình chờ để mình xuống thấp thấp xíu đã. Ui da, trời, té đau thấy. Ăn vô miếng. Kỹ năng cúp đệ bu này á, nó có công dụng là bắn mình lên trời á. Bay hơi bị cao luôn. Quá là tuyệt vời. Với kỹ năng này thì mục đích chính mình dùng nó là để đi từ dưới lên trên đọt cây, nơi mà mình ở ha. Và cái nơi ở của mình hiện tại mình đã chỉnh sửa và xây thêm một vài thứ cần thiết rồi. Từ kho chứa với lại cái chỗ nấu đồ này ha. Như vậy là có thể tạm thời ở được một khoảng thời gian mà không lo bị làm phiền bởi những con quái hoặc là những tên hải quân rồi. Quá là tuyệt vời. Ngoài ra thì còn một vài kỹ năng của cái nhân vật người máy nhưng mà mình chưa có kịp test. Một xíu đi khám phá thì mình sẽ test sau ha. Còn bây giờ mình sẽ tập trung vào việc nâng cao cái lượng cola mà mình chứa trong người trước cái đã. Tại vì mình xài kỹ năng nó rất là tốn cola luôn. Thế nên là mình phải chế tạo thật là nhiều cola mang theo trong lúc đi khám phá. Ồ khoan, hình như mình chế tạo lộn rồi. Oh no. Mình chế tạo lộn rồi. Không. Trời đất ơi. Chế tạo lộn nữa. Thiệt tình luôn. Thôi mình sẽ xuống đây mình hái thêm mía mới được. Ồ gì đây, gì đây. Thích như nào? Người thích như nào? Đấm người luôn nè. Sao? Mình sẽ test cái kỹ năng kế tiếp á. Nó có tên là Coupe de Vent. Đây đây, chuẩn bị con cá này bay mất tiêu nè. Nó văng đi đâu rồi? Kỹ năng Coupe de Vent là mình sẽ bắn một cái là cái địch văng đâu mấy trăm mét cũng có đấy. Ghê lắm. Tới sớm với con cá rồi. Con nào mà cà khịa mình là thấy ha. Mình cho nó bay lên trời luôn. Cho lên nó lên mấy cái đảo trên trời đó sống luôn á. Rồi, còn bây giờ thì mình sẽ bay lên cái ngôi nhà mình cái đã. Quá đã luôn. Mình sẽ đáp xuống đây. Rồi, sau đó chế tạo đường thôi. Xong. Và mình có tổng cộng là được tầm vài stack. Với vài stack chai cola thì mình sẽ có thể uống trong một thời gian khá là lâu rồi đó. Mình hết thì mình chỉ cần uống vô thôi là nó sẽ hồi phục lại cho mình ha. Cái này mình nghĩ là mình nên mang theo khi mà đi khám phá đấy. Và nhưng mà khoan, vậy là mình phải chế tạo thành cái chai cola xịn rồi. Được, sắp tới mình sẽ nghiên cứu và chế tạo chai cola xịn ha. Còn bây giờ cất tạm mấy chai cola này vô trong. Nói cất đồ mới nhớ, mình sẽ nâng cấp cái ba lô luôn. Nâng cấp cái ba lô ngay bây giờ để cho nó có thể chứa được nhiều hơn ấy. Chứ ba lô cấp 1 này nó chứa ít đồ quá. Ba lô bằng vàng nha. Mang theo nhiều nhiều cola ha, để còn uống nữa chứ. Tại nãy mình lỡ chế tạo hết rồi, mình quên làm mấy cái chai Ultra á. Nó sẽ hình như là tăng cái lượng cola tổng thể mà mình có đấy. Tiếc thiệt á chứ. Thôi không sao, giờ cứ uống thêm chai cola cho đỡ tiếc đi ha. Rồi đánh một giấc trước khi chúng ta bắt đầu cái công việc ngày hôm nay. Bữa nay thì chắc mình sẽ đi mai một tí để mình có thể tìm kim cương đồ. Chứ hiện tại thì mình chẳng có một viên kim cương nào trong người hết. Nghèo rớt mồng tơi luôn. Nên phải chịu khó đi kiếm kim cương một xíu ha. Và hướng đi bữa nay của mình chắc là sẽ về bên đây. Vì sẽ xéo cái hướng mà xuất phát của mình ha. Hy vọng là chúng ta sẽ gặp nhiều may mắn. Mà giờ mình mới để ý nha. Là hình như mình mới học được một cái Haki đầu tiên thì phải. Đây là Haki quan sát hay sao này? Uầy, được quá ta. Bật Haki quan sát lên thử coi. Ôi, mình thấy được những con sương và một con Reaper ở dưới hang kìa. Wow, Haki quan sát đỉnh thiệt. Vậy là gần đây nó có một cái hang. Bật lên cái nữa coi. Nè, mình thấy zombie các thứ ở dưới nè. Vậy là chắc chắn rồi, ở dưới này có hang. Được, mình sẽ đào xuống dưới đi. Sẵn tiện tìm quặng các thứ đâu ha.
Thấy rồi nè. Cẩn thận cẩn thận, mình sẽ dùng năng lực trái quỷ của mình để mình tấn công bọn chúng á. Cho chắc. Không có vội đâu. Có trái quỷ là phải tận dụng sức mạnh liền. Bên đây chắc là tầng hư. Mới tầng 40 hả, còn cao lắm nên. Ủa? Bây giờ chưa có kim cương đâu nhưng mà nó có quặng lạ lạ nè. Với cái quặng này kiểu như nó kết hợp nhiều thứ lại với nhau á. Nó cho mình kim cương. Ơi. Ủa sao? Ủa cây cúp. What the heck? Cây cúp mình nó biến thành cái cục thịt thối rữa rồi. Ôi xong rồi, bịp rồi. Trời đất. Chơi mà lừa. Bài học rút ra ở đây là gì? Đừng nên tham lam giống như mình nha. Tham có một cái quặng thôi mà mất luôn cây cúp rồi. Su cà na thì chứ. Ui cái quặng này nữa, mình cứ tưởng là kim cương chứ. Thiệt luôn. Thôi kệ đào luôn. Ủa nó cho kim cương nữa nè. Ôi. Ồ và nó tự động cường hóa cây cúp của mình thành một cái dòng chậm hỏng rồi. Wow. An ủi mình hả gì đó. No. Úi lại có kim cương và kèm thêm một con cá. Tính ra là bây giờ mình có thể đào những cái quặng đó thay thế cho đào kim cương cũng được á. Nhưng mà lâu lâu nó phát nổ nha. Nguy hiểm vậy. Ồ, bây giờ đã thành gia tài ba luôn rồi. Chua chua. Cúp xịn, cúp xịn. Mình có hai cây cúp lận, mình sẽ xây cua với nhau á. Mình giữ cây cúp gia tài ba để một tí mình tìm kim cương mình đào. Ui, đào quặng mà nó còn ra Reaper nữa cơ, nguy hiểm chưa? Sợ thật ấy. Ơ? Đây rồi. Kim cương đây rồi. Cuối cùng thì chúng ta cũng đã gặp được một cái chỗ kim cương đầu tiên rồi ha. Và để xem cái cúp gia tài ba mình mới có được nhờ những cái quặng may mắn. Để xem chúng ta sẽ có được mấy viên. 3 viên. Ở đây còn nữa nè. Ôi nhưng mà khoan, từ từ. Không ổn, có gì đó không ổn. Bây giờ mình phải nghĩ một cách khác rồi. Mình không thể đào theo cách thủ công là lặn xuống dưới để đào được. Mình sẽ bị kiểu như lời nguyền trái quỷ nó ảnh hưởng đấy. Không đào được trực tiếp thì mình đào theo kiểu gián tiếp ha. Không biết mình có đoán đúng hướng chưa nữa. Sao mà đỡ được. Cũng nằm trong tầm kiểm soát của mình thôi. Rồi đào. Nước tràn. Mấy viên vậy? Trong kia còn một viên kìa. Bây giờ mình được 24 viên rồi. Rồi, giàu luôn. Chuyến đi đào kim cương bất ổn thiệt đó chứ. Ui, đằng kia còn có con zombie nữa kìa, để mình đấm đó. Này, hiểu zombie hả? Đi chỗ khác. Để mình qua đây mình tiếp tục công việc đào kim cương của mình coi. Ui, cái quặng kia có vẻ hơi khó xơi á. Nhưng mà không sao, vẫn trong tầm kiểm soát của mình thôi. Các bạn cứ yên tâm. Đầu tiên là chúng ta sẽ định vị trước nha. Sau đó đào qua là hốt kim cương thôi. 14 viên. Công nhận cúp gia tài xịn thiệt. Bây giờ mình đã có 38 viên kim cương trong người rồi. Quá là may mắn cho cái chuyến đi đào kim cương ngày hôm nay luôn á. Sẵn tiện ở đây nó có nhung nham thì mình sẽ tranh thủ mình nung vài cái quặng sắt vô luôn ha. Bây giờ sắt thì mình có thể chọn vô đây để mình nung nó nhanh hơn nè. Wow. Rút ngắn được thời gian rất là nhiều luôn. Nhưng mà cái cách này thì mình sẽ không có nhận được kinh nghiệm ha. Nên cũng ok, đánh đổi thôi. Sau khi trở về từ chuyến đi mai thì công việc đầu tiên của mình là mình sẽ chế tạo thật là nhiều đường từ những cây mía ha. Để chúng ta có thể nâng cấp thành những chai cola phiên bản xịn hơn. Quá là đã luôn. Và mỗi khi mình uống một chai giống như vậy thì lượng cola trung bình của mình nó sẽ tăng lên nè. Khá là hay ha. Uống tiếp thôi. Giờ 180 rồi cơ.
Để mình uống hết cái này coi coi nó lên được bao nhiêu á. Và bây giờ chúng ta đã có tổng cộng là 340 cola rồi. Xài skill, thả ra luôn. Còn số chai còn lại mình sẽ để dành khi nào mà mình hết cola mình sẽ nạp vào ha. Quá tốt. Rồi, giờ thì chắc mình sẽ lên đường á. Dự định của mình là sẽ đi đánh chiếm cái tàu. Hình như là tàu hải quân xa xa đằng kia kìa. Nhưng mà để coi coi mình có nên đi khám phá ở trên đất liền một tí không nhờ. Ồ, mình nghĩ là mình nên có một chuyến đi khám phá trên đất liền một tí trước khi đi đánh chiếm tàu hải quân á. Hôm qua nay á, làm xong cái nhiệm vụ ở đây nè. Nhưng mà chưa có trả nhiệm vụ để học thêm kỹ năng mới. Thế mới cày vậy chứ. Nên quyết tâm rồi, chúng ta phải đi tìm sư phụ trước cái đó. Ồ, ngoài ra thì cạnh cái thuyền hải quân là một cái thuyền khác nữa kìa. Quay cái thuyền bên kia nhìn giống thuyền hải tặc lắm. Phong cách thuyền đó nhìn khá là giống thuyền hải tặc á. Wow, hai cái thuyền kế bên luôn. Được nha. Rồi, mình phát hiện trong đất liền nó có công trình. Để mình vô đây mình hốt công trình này trước đã. Cái gì dễ thì mình làm trước ha. Coi coi ngôi đền trong rừng sẽ có những gì nào. Hy vọng là vài món đồ xịn nhá. Mình sẽ tự tạo lối đi cho mình đi. Rồi sau đó xuống dưới và lấy đồ thôi. Ngay đây. Ui sao ngôi đền gì mà bèo dữ vậy. Trời đất à, ngôi đền cực kỳ bèo luôn. Lừa rồi. Còn đằng kia là cái gì đây? À, chỗ có mấy tên cướp dân làng à. Uầy, bọn chúng xây hẳn nguyên một cái ốc đảo ở đây để làm căn cứ luôn. Rồi, xâm chiếm thôi. Nhưng mà phải cân nhắc nha, mấy kỹ năng của mình nó hay phát nổ á. Kẹo nó nổ banh cái ốc đảo này là hết đẹp luôn. Đợi từ từ để mình sử dụng kỹ năng đẩy lùi của mình nhá. Ờ, thanh niên này đứng đó đúng không? Chuẩn bị nè, lần cuối thấy thanh niên này thôi. Goodbye, no see you again. Đó, mình thổi một phát là thanh niên nó đi mất tiêu rồi kìa. Đi chỗ khác. Sao, thích sao? Quýnh lụ. Phá banh luôn. Nóng rồi. Đấm một cái là banh sát nha cưng. Nổ nè. Ui, sao đông vậy? Ây da. Ui, mình bị hồi đông rồi. Ây du. Mình phải hồi phục lại. Ui, bọn chúng hội đồng mình căng quá. Gì mà chơi hội đồng thôi. Căng thiệt sự. Không ổn rồi. Tôi bật kỹ năng mạnh nhất của mình lên thôi. Phát nổ nè. Ui, nhưng mà phát nổ không xi nhê. No. Hiện tại thì cái hồi chiêu của mình nó khá là lâu luôn. Thành thiệt. Thành thử ra cái việc tấn công mà nhiều mục tiêu cùng lúc của mình nó cũng khá là hạn chế ha. Ôi, thanh niên này định làm gì đây? Người định làm gì? Đi chỗ khác nha. Mình tấn công từ từ thì được, chứ kiểu nó dồn dập quá là mình thua á. Rồi, và sau một lúc chiến đấu thì có vẻ mình dọn cũng gần hết những cái tên ở đây rồi đó. Coi còn rương gì không. Ờ, nói chung thì danh trại của bọn chúng cũng không có giàu có cho lắm. Có cái đe nè, được nè. Tiết kiệm được ít xác. Có ổn luôn hả? Ồ, mình đang thiếu cái ổn. Lấy ổng luôn. Một cái áo bảo vệ. Mặc luôn. Trời, nó còn có, nó toàn là có mấy thứ mà mình thiếu thôi. Không ổn rồi. Bây giờ chúng ta đã tìm ra được nhược điểm của cái trái này. Ủa, cái gì đó thanh niên này. À, thanh niên này. Thanh niên này ác độc nè. Nghĩ sao người ta không cầm súng mà lấy súng bắn người ta. Chơi gì kỳ cục vậy. Mình đã tìm ra nhược điểm của trác quỷ của mình rồi. Mạnh thì có mạnh đấy, nhưng mà cái thời gian hồi chiêu khá là lâu nha. Thành thử ra là lúc chiến đấu thì mình phải kiểu đánh nhanh rút gọn ha. Càng nhanh càng tốt. Rồi, còn bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu công cuộc đi xâm chiếm những cái tàu gần cái nở của mình thôi. Ủa, nhưng mà cái tàu này lạ vậy. Cái thuyền hải tặc này nó bị bể hết phân nửa rồi. Ồ, một hiện tượng lạ, mình thấy một hiện tượng lạ nha. Ui, mấy con cá vô duyên. Ui, mổ. Ôi trời, cái gì mình mới thấy cá heo bơi ngang cái gì vậy? Đúng không vậy? Anh đù. Vì cá heo bơi gì mà nhanh dữ hả? Bây giờ cách tốt nhất là mình sẽ leo lên cái kiểu như là cái chân vịt của cái thuyền này ha.
Rồi sau đó mình sẽ bay lên bằng kỹ năng của mình. Ây da, lỗi kỹ thuật. hơi phèo một xíu á. Ôi, thanh niên này láo tét hả, dám cà khịa mình hả? Thư chi nã của mình kìa. Chưa gì đã có thư chi nã rồi. Thơm thiệt. Hứng thư tri nã. Đây rồi. Để coi tri nã mình giá bao nhiêu nha. Ok, sao có 1.000 ba ly vậy? Ôi da, con này đi ra chỗ khác. Con cá vô văn quá. Ngươi định làm gì? Tạm thời thì để mình hồi phục cái đó. Ui. Cho nó lên thuyền của mình, nó ngồi tạm đi. Thiệt luôn á. Chuyến đi đánh chiếm tàu hải tặc bất ổn rồi. Mình ước chừng là mình sẽ bay lực được lên tới cái đỉnh đó. Hy vọng là được nha. Bay lên. Quá dữ luôn. Bay tới cái cột buồm luôn nè. Quá đã. Rồi, bây giờ công việc còn lại của mình là tiêu diệt bọn chúng thôi. Ow. Ui, bọn chúng phát hiện mình rồi. Này thì dám phát hiện mình hả? Mà vấn đề bây giờ nó khá là căng là mình hết thức ăn rồi. Oh no. Ok, không sao. Mình khám phá từ từ trước. Ồ, có cái thuyền, có cái giường nào mình ngủ tạm đi. Không biết có ai giống như mình không, đi đánh chiếm thuyền của người ta mà còn ngủ ké nữa. Ok, ngủ trước tính sao ha. Sáng dậy làm ổ bánh mì. Nốc thêm chai coca nữa. Và sau đó chúng ta sẽ chiến tiếp ha. Thoải mái đi. Không có gì phải sợ hết. Ồ, đường xuống đâu? Ồ, đường xuống ở đây. Ồ, tới nào bước ra đây tiếp chiêu. Bước ra đây. Giỡn mặt. Ồ, nó rơi ra cái. Cái này là cái Denden Mushi á. Wow. Xịn nè. Còn gì khác không? Hết rồi. Ồ, tầng này chỉ có vậy ha. Tiếp tục. Cái thuyền này nó bị bể hết cái phần mũi thuyền rồi, nên chắc sẽ mất vài cái rune của mình rồi đó. Ui, tầng này đông nè. Ừ. Trời. Anh em mà chiến đấu với nhau à. Đồng đội mà xúc nhau hả? Này thì xúc nhau nè. Đồng đội mà xúc nhau hả? Ui, nó rơi đồ ra. Lùm. Bắn cái gì? Vậy là sống rồi. Tính ra mình đánh nhanh rút gọn khá là mau ha. Oh my god. Một cái rương vàng. Thời mình tới rồi. Tầng dưới coi. Còn rương nè. Ồ, nhưng mà rương tầng dưới thì không có đồ. Ồ, không hẳn đâu. Nó có súng với kiếm gì luôn nè. Quay cái súng này mình bắn được không? Ủa, mình có thuốc súng mà ta sao không bắn được nha. À, chắc cái súng này không bắn bằng thuốc súng rồi. Nó bắn bằng viên đạn rồi. Ờ, chắc vậy. Hết rồi. Nói chung là cái thuyền này hết rương rồi đó. Ui, nhưng mà cái thuyền này có hẳn một cái rương trái quỷ vàng luôn nè. Phải cất vô liền mới được. Bây giờ là mình không có còn xài kiếm sắt nữa ha. Mình xài hẳn là kiếm hải quân luôn. Ôi, nhưng mà có gì đó sai nhờ. Thuyền hải tặc nhưng mà lại có kiếm hải quân. Ảo thật đấy. Hoặc là mình có thể dùng cây chùy này ha. Hai vũ khí luôn nha. Được, còn bây giờ thì mình sẽ áp sát cái con thuyền hải quân đằng kia. Con tàu thứ hai mà mình đánh chiếm trong ngày ha. Giờ mình có hàng nóng rồi. Có trái năng lực trái quỷ nữa. Nên bây giờ đụng là trụng luôn á. Không đùa đâu. Rồi, mình khá là gần rồi nè. Mình sẽ đột nhập từ trên không ha. Tiếc là súng mình chưa bắn được thôi. Chứ không thôi là mình sẽ sử dụng năng lực trái quỷ của mình. Mình có một cái kỹ năng là hình như là kết hợp với cây súng là sẽ tạo ra viên đạn phát nổ nè. Được á, một xíu về mình sẽ tìm cách chế tạo đạn cho cây súng này rồi chúng ta sẽ sử dụng cái kỹ năng đó ha. Còn bây giờ thì bay lên thuyền thôi. Tới hay không? Ôi. Nháp rồi. Ui giời, lâu nháp vài pha nhảy mà. Mà công nhận cái kỹ năng nhảy của mình nó chỉ được cái nhảy cao thôi chứ nó không có nhảy xa nha. Nhảy cao thì có cao đấy nhưng mà không hề xa đâu. Thôi thì lần này chắc không có lọt xuống nước nữa đâu.
Mình tin là như vậy. Thử nào. Ui. Lên luôn. Ui không lên được cái bồ mà. Nhưng mà mình vẫn có thể quẩy được. Anh em xương máu với nhau mà đánh nhau gì đó. Ui đây. Ui ai đánh mình đây. Ui. Cái gì đó? Đây là những cái mảnh gì á mình đụng vô mình mất máu này. Nguy hiểm vậy. Ui có Reaper nữa. Ui mình tiêu diệt Reaper trước. Sao nhiều Reaper thế? Ôi xong rồi. Lạc vô động Reaper rồi. Ủa cái thuyền này là cái thuyền của hải quân chứ không phải thuyền của Reaper đâu vậy. Đi ra chỗ khác. Ô lạ nha. Cái thuyền này không hề có kiểu như hải quân luôn. Ơ có rương nè. Một rương trái quỷ nhưng mà rương gỗ thôi. Ồ thêm một cái ba lô coca nữa. Ui mình đeo ba lô phát bây giờ mình lên cái đống coca luôn nè. À và công dụng của cái ba lô này là nó sẽ tự động kiểu như là nạp coca vô cho mình luôn á, mình không cần phải uống nữa. Hay vậy. Được nha. Quá là được luôn á. À và như vậy thì cái thuyền này không hề có hải quân luôn. Hồi nãy thì thấy nhưng mà bây giờ hết thấy rồi. Được thiệt sự á. Rồi thêm một cái rương trái quỷ. Vậy là một thuyền có tới tận 2 rương trái quỷ luôn. Chiến này giàu to rồi. Ủa nhưng mà thuyền này hơi nhiều quá nha. Hình như quái vật nó tiêu diệt hết hải quân rồi. Mình lên mình toàn gặp nhện, Reaper với xương thôi. Thấy có vài tên hải quân à. Ồ sao lạ vậy ta. Rồi giờ thì về thôi. Chuyến đi này tuy ngắn ngủi nhưng mà kết quả của nó thì hơi bị bội thu á nha. Và mình có tổng cộng là 3 rương trái quỷ lận, kèm theo một tấm tri nã kết xù 1000 belly. 1000 belly đầu tiên á. Nhưng mà từ từ, cái gì cũng phải từ từ thì cháu mới nhờ ha. Tại vì bây giờ chắc tại mình còn yếu quá nên kiểu tiền tri nã mình ít á. Mình phải gán cày cuốc rồi để mạnh lên rồi chúng ta tăng tiền tri nã. Ơ bây giờ mình bắn được rồi nè. Ồ thì ra là cái súng này bắn bằng cái đạn, những cái viên đạn làm từ sắt với cả là đá cuội ha. Mình sẽ thử kết hợp với năng lực của trái quỷ của mình coi. Mình có một cái kỹ năng mà có vẻ là kết hợp với súng được nè. Kỹ năng này mình cần phải kích hoạt lên trước. Ui lộn. Đây, kích hoạt lên rồi nha. Bắn thử coi. Ô. Một viên đạn mà nó nổ cơ kìa. Trời đất ơi. Mạnh thiệt. Wow, mình lại có kỹ năng xịn để chiến đấu rồi. Đây nhá, mình bắn coi một lần chết được 2 con không nha. Ây da, da. Láo vậy. Ui, bắn một lần chết được nhiều con luôn á. Kỹ năng này mạnh cực kỳ. Nhưng mà hồi chiêu của nó cũng khá là lâu ấy. Nói chung thì nhược điểm của trác quỷ mình đang dùng là cái hồi chiêu lâu thôi. Chứ còn lại thì đều rất là mạnh ha. Làm thêm viên nữa coi. Chuẩn bị nè, qua đó mình bắn mấy thanh niên này nè. Bè tập bụi hả? À, tập bè tập bụi. Một viên chết 2 tên luôn. Nói chung là nằm trên đường thẳng là dính chiêu là xác định banh sát đó. Quá là khỏe. Hôm qua thì mình còn sở hữu thêm một trái có ác quỷ có tên là Ori Orinomi. Nhưng mà mình chưa có dịp để test thử sức mạnh. Bây giờ thì mình sẽ ăn vào để test sức mạnh của trái Ori xem như thế nào nha. Ồ chính xác rồi, mình còng lên rồi nè. Wow, kỹ năng đầu tiên là cái còng á. Rồi còn kỹ năng thứ hai thì sao? Kỹ năng thứ hai là mình sẽ tung ra một cái lồng bằng sắt luôn. Kỹ năng thứ ba. What? Trời. Kỹ năng thứ ba là mình tạo ra cái lồng phiên bản siêu to khổng lồ luôn. Ui mà ví dụ ở trong đây là kẻ địch mạnh rồi sao mình chạy hả? Ui cái kỹ năng này hơi căng á. Ồ.
khá là nguy hiểm đó nha. Nói chung trái quỷ này đa số là những cái kỹ năng để mình còng lại thôi ha. Cũng hay đó. Ok. Tiếp theo là cái chuyên mục mà mình nghĩ sẽ có rất là nhiều bạn thích đây. Đó chính là chuyên mục mở rương trái quỷ ha. Bữa nay thì mình tìm được tới tận 3 rương trái quỷ khác nhau nè. Từ gỗ, sắt cho tới là gương vàng luôn. Nên hy vọng là sẽ có cơ hội mở ra những trái ác quỷ quý hiếm và mạnh mạnh một xíu ha. Giờ thì làm thêm chìa khóa để có thể mở rương. Sau đó là mở rương thôi. Bắt đầu với rương gỗ trước nhé. Thử nào. Nope. Cay thế nhờ. Bị trùng nữa chứ. Mới mở đầu thôi là thấy hơi su gà na rồi. Đừng có trùng nữa, trùng như vậy không hề vui tí nào đâu. Rương bạc nè. Paranomy. Một trái hệ Paramecia nữa. Ôi dồi. Nhưng mà bây giờ mình ăn trái này vô có nào mình thành chúa hề không ta? Nghe đồn là chúa hề bất ghi là ăn cái trái quỷ này nè. Được á. Chắc mình sẽ dành một buổi ra để chúng ta test cái năng lực của trái para này sao ha. Còn bây giờ mình sẽ tiếp tục chuyên mục là mở nốt cái rương vàng còn lại nè. Đây là cái rương xịn nhất đó. Mình mong là nó cho một hệ khác chứ. Qua nay toàn là hệ Paramecia không à. Trái gì đây? Ồ, trái này hệ Logia. Đây là trái Magu, Magu Nomi. Ôi, cái trái này toàn là dùng nhung nhám hay sao nè. Được nha, cái nhìn cũng đẹp, trái này nhìn cũng đẹp nữa. Wow. Bữa nay mình toàn mở ra được trái quỷ của những người cộm cán không à. Vậy là mình đã có được một trái hệ Logia đầu tiên rồi ha. Quá là tuyệt vời luôn. Mọi thứ đều đã khá là ok rồi. Chỉ có mỗi tội là mình chưa tìm được sư phụ để mình trả nhiệm vụ nè. Chắc mình phải ráng tìm sư phụ để mình trả nhiệm vụ cho xong cái đó. Trên đường đi thật sự là mình gặp rất là nhiều hải quân luôn á. Nhưng mà mình hơi ráng một xíu nên mình không có đứng lại để cà khịa ha. Thử nó cầm súng nó bắn mình là mình mình phản đòn liền á chứ mình không có nhịn nữa đâu. Nhưng mà đi mãi mình vẫn chưa có gặp được bất kỳ kiểu sư phụ nào để mình trả nhiệm vụ này. Kỳ thế nhờ. Vô lý thiệt á chứ. Thôi thì không tìm được sư phụ thì mình ăn tạm trái quỷ cũng được ha. Sẵn tiện mình sẽ test năng lực của trái Paranomy. Và đây rồi, đây là năng lực của trái Para đây sao? Uầy, có skill gì mà nhìn giống nguyên cái gặp xiếc vậy? Uầy, cái trái này có vẻ là vui nè. Ô, nội tại của mình là miễn nhiễm với những cái nhát chém luôn. What? Thiệt á? Nếu mà miễn nhiễm được nhát chém là mấy cái tên hải quân mà cầm kiếm là mình có thể không có lo lắng bị quánh luôn. Ôi, nhưng mà tên này cầm súng. No. Cầm súng thì mình phải lấy súng mình bắn lại thôi. Rồi thanh niên này cầm gì đây? Cầm kiếm à? Được, cầm kiếm qua đây. Qua đây nhóc. Qua đây. Qua đây. Để mình test những kỹ năng khác coi. Kỹ năng đầu tiên. Ồ, kỹ năng đầu tiên mình cũng có thể bắn được nè. Người bắn ta cũng bắn người luôn. Nhưng mà sức mạnh thì có vẻ không được cao cho lắm. Trời ơi, mình bắn 3 cái mà không có suy nhê tên này luôn á. Ồ, còn kỹ năng thứ hai. Ồ, cái trái para này cũng hơi vui ha. Ồ, kỹ năng thứ hai là kiểu như mình sẽ dùng chính cái cơ thể của mình á, mình tấn công cái địch á. Wow, rồi rồi có hải quân cầm kiếm ấy nè. Trời ơi, với trái này thì mình sẽ không sợ bị hải quân lấy kiếm đánh ha. Nè, đánh ta đi. Không sợ. Cái nội tại của trái này hay thiệt. Thích nha. Rồi mình sẽ cho thanh niên này ăn cú đấm của mình ha. Đó, tay chân mình nha, đấm thanh niên này đi vậy nè. Nhưng mà không mạnh lắm nha. Ờ, cái trái này không được mạnh cho lắm nha. Ồ, kỹ năng này mình có thể lôi cái địch về hướng mình luôn nè. Uầy, kỹ năng thứ ba này hay. Khá là hợp lý luôn. Ví dụ mà hắn ở xa quá thì mình có thể lôi lại để dễ đánh hơn á. Thử coi. Ui. Wow, được á. Ok, còn kỹ năng thứ tư. Kỹ năng thứ tư là hình như mình biến thành cái xe hay sao á. Nhưng mà nó đang bị lỗi hình ảnh rồi. Ồ, mình thấy cái
cái hình ảnh nó để là thành cái xe nè. Mình biến cái cơ thể mình trở thành một chiếc xe ha. Nhưng mà có vẻ là do mình... Đây rồi, đây rồi. Oh, mình biến thành chiếc xe nè. Ui. Ủa? Ờ khoan, sao này cháy rồi? Ô, sao tự nhiên danh trại của bọn... Bọn cướp dân làng lại cháy vậy? Không phải mình làm đâu nha. Rồi xong lại mang tiếng đốt nhà người ta nữa rồi. Thôi kệ, vô lượm cái boomerang rồi đi cũng được. Tấu hài thiệt. Kỹ năng thứ tư là mình sẽ biến thành cái xe để mình có thể chạy nhanh hơn. Dùng để chạy trốn khá là ok nè. Và kỹ năng cuối cùng. Ui. Kỹ năng cuối cùng là mình tách lìa cái chân với cái... Cái chân với cái mình ra nè. Oh. Cái chân mình đằng kia nhưng mà cái mình ở đây lận. À, và hết thời gian thì mình sẽ dịch chuyển lại cái chỗ cái chân của mình ha. Ui. Mình thấy cái trái quỷ này đỉnh nhất là cái kỹ năng nội tại là mình sẽ miễn nhiễm với những nhát chém luôn. Ôi. Ôi nhưng mà nó đấm thì vẫn vỡ mờ bình thường nha. Ôi no 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 no. Ui, căng 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 vậy. Mình bật kỹ năng xịn sò mình lên coi nó đánh được không. À mình bật cái... Ôi nó vẫn đánh được. Cay thế nha. Như vậy thì nó chỉ miễn nhiễm với nhát chém thôi. Biết rồi, biết rồi. Nhưng mà không sao, mình còn có kỹ năng của người máy mà. Mình sẽ gắn vô. Mình sẽ cho nó bay ha, tới đâu luôn nè. Chuẩn bị đi cưng, bay. Đi du lịch nha cưng. Mất tiêu rồi. Nó bay chắc là bay tới tới đâu luôn rồi đó. Giỡn mặt hả? Wow, như vậy thì hôm nay chúng ta đã sở hữu được trái ác quỷ của chú hề bất ghi rồi ha. Quá là dữ luôn. Phải chi cái xe này mà mình có thể kiểu như là cái hút được cái địch gây sát thương thì hay á. Nhưng mà tiếc quá, cái này nó chỉ giúp mình chạy nhanh thôi chứ nó không có giúp mình gây được sát thương đâu, nên đó cũng là một cái điểm trừ đó. Ôi. À không, đây là em của thanh niên hồi nãy sao nè, tay hơi bé hơn xíu nè. Nhưng mà đừng có giỡn mặt nha cưng. Cú đấm li lịa. Giỡn mặt. Giỡn mặt với cú đấm li lịa hả? Giỡn mặt hả? Cú đấm li lịa liền. Còn thanh niên này cầm kiếm cho người chọt ta tới mai luôn á. Nè chọt đi. Ê nữa. Ô oh, tiền tri não mới. Ô oh, hứng. Mình sắp có tiền tri não mới rồi. Khoái rồi chứ gì. Thấy người ta bị tri não cái khoái rồi chứ gì. Cái tri nã nhiêu đây? Hồi nãy là 1000 rồi đó. Bây giờ lên được 1700 rồi nè. Ui, ăn trái quỷ của bất ghi vô là tri nã tăng lên liền. Ui, tính ra cái trái quỷ này cũng vui á nha. Nếu như mình làm chủ được sức mạnh thì chắc cũng ok á. Và các bạn thấy sao về năng lực của trái quỷ của chú hề bất ghi? Mình thấy là cũng tương đối là ok la á nha. Nhưng mà nếu muốn ăn trái này và đi khám phá thì mình cần phải có một cái vũ khí gì đó nó tốt hơn thì mình mới chiến đấu tốt được. Chứ trái này nó không có thiên về tấn công nha. Nó chủ yếu thiên về chạy trốn nè, cũng như cà khịa là nhiều thôi. Đó là những gì mình nhận xét về trái ác quỷ này. Và hy vọng trong thời gian sắp tới thì chúng ta có thể kiểu như sớm tìm được những trái ác quỷ tốt hơn để chúng ta có thể dễ dàng phục vụ vào công việc chiến đấu. Và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong chuyến săn gương kho báu ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến phiêu lưu kế tiếp cùng với những trái quỷ mới hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.